Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố một cán bộ địa chính xã. Cán bộ địa chính xã bị truy tố là Nguyễn Quốc Tân, 38 tuổi, ngụ khóm Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tần đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Theo kết quả điều tra của công an, trong khoảng thời gian làm công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng môi trường tại Ủy ban nhân dân xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn An Giang, Tần đã tiếp nhận 5 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 5 người dân trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận, ông Tần không thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật mà lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để làm thủ tục sang tên 5 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên lại cho người quen của ông Tân. Sau đó ông Tân mang đi thế chấp các quyền sử dụng đất này tại các ngân hàng khác nhau để chiếm đoạt tiền vay và tiêu xài cá nhân. Hành vi của ông Tân sau đó bị các bị hại phát hiện và làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Quá trình điều tra xác định, ông Tân đã gây thiệt hại cho các bị hại với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang còn làm rõ ngoài những vụ việc trên, Ông Nguyễn Quốc Tân còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân khác với tổng số tiền 2,33 tỷ đồng. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong sáng và trưa nay, bão số 3 gây gió trên đất liền sẽ mạnh dần lên và mở rộng dần xuống phía Nam tỉnh Quảng Ninh, sau đó là các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định sóng lớn ở khu vực vịnh Bắc Bộ duy trì liên tục đến trưa hôm nay. Đối với các khu vực ven bờ, cảnh báo mức dâng từ 0,5m đến 2m. Trong đó, đặc biệt ở Quảng Ninh, mức dâng cao nhất có thể đến 2m. Cao điểm của thời gian xảy ra mức dâng trong sáng và trưa hôm nay. Sau khi gây gió mạnh cấp 6 ở Quảng Ninh, thì trong sáng và trưa nay, gió sẽ tiếp tục mạnh lên và mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có cả Hà Nội. Mưa tăng dần ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trong đó cao điểm mưa xảy ra vào trưa và tối hôm nay. Đối với các tỉnh sâu trong đất liền, mưa sẽ bắt đầu muộn hơn và kéo dài. Lượng mưa đối với khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 100 mm đến 350 mm. Trong đó, sáng và trưa nay, nhiều nơi có thể lượng mưa từ 100 mm đến 150 mm. Khoảng 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão trên đất liền phía Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 15,8 độ, phía Tây, kinh tuyến 111,0 độ. Rủi ro thiên tai khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, cấp độ 3. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa, cấp 4. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Đến khoảng 4 giờ ngày mùng 8 tháng 9, Vị trí tâm bão trên đất liền, các tỉnh Bắc Bắc Bộ, cường độ cấp 6, rủi ro thiên tai tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình cấp 3. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 13. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh cấp 7 giật cấp 8. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6 cấp 7 sau tăng lên cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 12 giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8 giật cấp 9 đến cấp 11. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối mùng 7 tháng 9. Khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 3 đến 5 m. Vùng gần tâm bão đi qua từ 6 đến 8 m. Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sóng cao từ 2 m đến 3 m, sau tăng lên 2 m đến 4 m. Vùng gần tâm bão từ 3 m đến 5 m. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 05 5 m. Ở Thanh Hóa 2 m ở Quảng Ninh vào chiều và đêm mùng 7 tháng 9, ven biển Quảng Ninh đến Hải Phòng cần đề phòng nước rút khoảng 05 5 m vào khoảng sáng và trưa ngày 7 tháng 9. Từ hôm nay đến sáng 9 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100mm đến 350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm 7 tháng 9. Phía Tây Bắc Bộ từ tối 7 tháng 9 đến đêm 8 tháng 9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cần đề phòng nguy cơ xảy ra rông, tố, lốc và gió giật mạnh. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo 35 tỉnh thành phố chủ động ứng phó bão số 3 gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh và Bắc Giang. Do ảnh hưởng siêu bão Jagi, Hôm qua mùng 6 tháng 9, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa rông, gió lốc mạnh khiến một người chết, 6 người bị thương, 155 cây xanh gãy đổ, hư hỏng nhiều ô tô xe máy. Cụ thể, tại quận Hoàng Mai có 8 cây xanh gãy đổ làm một người chết, một người bị thương. Tại quận Hoàn Kiếm có 2 cây xanh gãy đổ làm ba người bị thương. Tại quận Hai Bà Trưng có 3 cây gãy đổ làm hai người bị thương, một xe máy bị hư hỏng. Tại quận Hà Đông có hai cây gãy đổ làm hư hỏng một ô tô 4 chỗ, một ô tô khách. Ngoài ra, quận cầu giấy gãy đổ 13 cây xanh, thanh xuân 12 cây, đống đa 10 cây, long biên 10 cây, thanh trì 3 cây, nam tử liêm 2 cây. Theo ông Mai Văn Khiêm, giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các siêu bão trước đây chủ yếu hình thành ở vùng biển tây bắc thái bình dương, sau đó đi vào biển đông và thường giảm cường độ, hiếm khi có bão hình thành siêu bão ngay trên biển đông. Thống kê cũng cho thấy chưa có cơn bão nào đi vào Biển Đông mà mạnh lên thành cấp siêu bão. Chỉ có hai cơn đi từ Tây Bắc Thái Bình Dương vào khu vực này đạt cấp siêu bão nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, với bão số 3 Yagi lại có quá trình mạnh lên rất nhanh. Từ thời điểm vào Biển Đông ngày 2 tháng 9 cấp 8, đến hơn 2 ngày sau, bão đã mạnh thêm tới 8 cấp, đạt cấp siêu bão vào ngày 5 tháng 9. Theo ông Khiêm, đây là điều tương đối hiếm gặp đối với bão trên Biển Đông. Đặc biệt, thời gian duy trì cường độ cấp 16 hơn một ngày cũng là khá dài đối với một cơn bão trên Biển Đông. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm đặc biệt lưu ý trước khi bão đến sẽ vẫn có mối nguy hiểm do mưa rông trước bão, trong cơn rông có thể gây gió giật mạnh. Với những trận mưa rông, gió giật mạnh ở Hà Nội, nguy cơ cây đổ, tôn, biển quảng cáo bay là rất nguy hiểm tới tính mạng của người đi đường. Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đề điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặc biệt lưu ý. Ngay từ sáng nay, người dân nên ở nhà vì bàn kính hoàn lưu của bão rất rộng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến khoảng 4 giờ ngày 7 tháng 9, bão Iazi, tức bão số 3 trên Biển Đông, không đổi hướng di chuyển, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, đi vào Bắc Vịnh Bắc Bộ. Vị trí tâm bão trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Cách Quảng Ninh khoảng 200 km về phía đông đông nam, bão giảm cấp, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Khoảng 16 giờ cùng ngày, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ từ 15 đến 20 km/h, đi vào đất liền phía đông bắc bộ. Vị trí tâm bão số 3 trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Dự báo đến 16 giờ ngày 8 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 15 đến 20 km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Vị trí tâm bão trên khu vực biên giới Việt Lào. Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng mùng 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 đến cấp 12 giật cấp 14. Nơi đón gió mạnh đầu tiên trên đất liền, nhiều khả năng là khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, từ khoảng 1 giờ đến 4 giờ ngày 7 tháng 9. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ trưa đến tối cùng ngày. Cũng theo ông Khiêm, sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ, gồm các tỉnh như Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình và Thanh Hóa, gió mạnh muộn hơn và yếu hơn, phổ biến sẽ có gió từ cấp 6 đến cấp 8 giật cấp 9 đến cấp 11 từ trưa mùng 7 tháng 9. Trên biển và vùng ven biển, sóng do bão rất lớn nên sẽ tác động mạnh tới khu vực neo đậu tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, sạt lở đê biển. Ngoài ra, thời điểm bão vào bờ có thủy chiều thấp nhưng nước dâng và sóng trong bão thấp nên khả năng nhiều khu vực trũng, thấp, ven biển vẫn bị ngập. Ông Khiêm cho biết thêm, từ nay đến sáng mùng 9 tháng 9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt mưa to Cục bộ có nơi mưa rất to và rông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 mm đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Vùng mưa to sẽ dịch dần từ đông sang tây theo quỹ đạo của bão số 3. Trong đó, vùng mưa to nhất tập trung ở phía đông bắc bộ và xảy ra trong ngày và đêm mùng 7 tháng 9. Phía tây bắc bộ lượng mưa nhỏ hơn và tập trung mưa từ tối mùng 7 tháng 9 đến đêm mùng 8 tháng 9.